sẽ nhập về Việt Nam rẻ hơn hàng tỷ đồng sau hiệp định thương mại tự do. Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam được thông qua đã mở ra những bước phát triển mới trong ngành công nghiệp ô tô xe máy và trong nước. Ngày 12 tháng 2, Nghị viện châu Âu EU đã chính thức thông qua hiệp định thương mại tự do EVFTA và hiệp định bảo hộ đầu tư EVPA giữa chính phủ Việt Nam và Liên minh châu Âu EU sau 9 năm đàm phán. Dự kiến EVFTA sẽ được thực thi vào tháng 7 năm 2020. Theo đó, hiệp định thương mại tự do sẽ mang đến cơ hội phát triển cho toàn bộ ngành công nghiệp Việt Nam, trong đó có ô tô và xe máy. Riêng đối với ô tô, thuế nhập khẩu đối với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trên 3.000 cc cho động cơ xăng và trên 2.500 cc cho động cơ diesel sẽ về 0% sau 9 năm hiệp định có hiệu lực. Với các dòng loại ô tô khác, thuế nhập khẩu sẽ về 0 sau 10%. Như vậy, người tiêu dùng Việt Nam có thể mua ô tô nhập khẩu gần như với giá gốc vào năm 2029. Hiện nay, người tiêu dùng Việt Nam phải chịu đến 3 khoản thuế khi mua xe nhập khẩu ngoài khu vực ASEAN, gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Trong đó, thuế nhập khẩu đang áp dụng ở mức 70-80%. Thuế tiêu thụ đặc biệt phụ thuộc vào dung tích xi lanh động cơ bằng 35-150%. Giá xe ban đầu cộng với thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng là 10%. Giá xe sau khi đã tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Do đó, khi về Việt Nam, một chiếc xe nhập khẩu từ châu Âu bị đội giá lên 2-3 lần so với giá xuất xưởng. Khi thuế nhập khẩu về 0%, giá xe sẽ giảm đáng kể so với hiện nay. Ngoài việc được giảm 70-80% giá trị của thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng cũng giảm đi. Do thuế tiêu thụ đặc biệt tính theo dung tích xi lanh, nên xe dung tích xi lanh càng lớn càng được hưởng nhiều từ EVFTA. Siêu xe và xe sang là hai phân khúc được hưởng nhiều nhất từ EVFTA. Chiếc xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá là 32 tỷ đồng. Nếu EVFTA có hiệu lực, mẫu xe SUV đầu tiên của Rolls-Royce sẽ chỉ có giá là 18-20 tỷ đồng, rẻ hơn 12 tỷ đồng. Hay chiếc Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC phiên bản 2020 được nhập khẩu từ Đức đang được phân phối mức giá là 2,56 tỷ đồng. Nếu xóa bỏ được 70% thuế nhập khẩu, mức giá của mẫu xe SUV này chỉ khoảng 1,4-1,5 tỷ đồng, tiết kiệm cho khách hàng hơn 1 tỷ đồng. Các loại phụ tùng ô tô sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau 7 năm. Đây cũng là tin vui với khách hàng sử dụng xe nhập khẩu. Với EVFTA, chi phí bảo dưỡng sửa chữa cũng giảm đi đáng kể do phần lớn phụ tùng đều được nhập khẩu. Xe máy dưới 150cc và trên 150cc sẽ có thuế nhập khẩu bằng 0% sau lần lượt là 10 năm và 7 năm. Từ năm 2018, các dòng xe nhập khẩu từ ASEAN cũng được cắt giảm thuế nhập khẩu từ 0%. Tuy nhiên, các dòng xe được hưởng lợi nhiều nhất là mô tô phân khối lớn. Hầu hết thương hiệu mô tô có mặt ở tại thị trường Việt Nam đều được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, trong đó cả BMW và Ducati. Đơn cử là mẫu mô tô Ducati Panigale V4S nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan có mức giá khoảng 950 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản nhập khẩu trực tiếp từ Italia có mức giá lên tới 1,5 tỷ đồng. Ngoài việc người tiêu dùng được mua xe giá rẻ hơn, hiệp định thương mại tự do còn tạo điều kiện để ô tô Việt Nam xâm nhập thị trường châu Âu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, lục địa già là thị trường rất khó tính, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt phải đầu tư bài bản và sản xuất nghiêm túc. Bên cạnh thời cơ, hiệp định EVFTA cũng là thử thách lớn đối với các hãng xe lắp ráp trong nước hoặc trong khu vực ASEAN. Sau năm 2029, mức giá giữa xe nhập khẩu châu Âu và lắp ráp trong nước không chênh lệch nhiều, mất đi lợi thế cạnh tranh về giá cho các doanh nghiệp Việt. Các doanh nghiệp trong nước cần phải có định hướng đúng đắn để biến thách thức thành cơ hội.